Tuấn Japan xin chào tất cả anh em tín đồ hàng nội địa Nhật Bản. Hôm nay Tuấn Japan review một cái phiên đấu giá của Tuấn Japan tại nhà qua cái kênh Yahoo của Nhật. Đấy, đây là tiếng Nhật thì Tuấn Japan đã dịch ra. Thì giờ đây là nó ví dụ đây là một cái máy lọc nước đã qua sử dụng Levelux K8. Đây hình ảnh đây. Thì cho anh em xem mà đây những người ta đang sử dụng gia chủ người ta sử dụng người ta chuyển nhà đi người ta bán lại đây, nó rất là đẹp đấy. Nhưng mà anh chị em biết nó có giá này đây là đang là 138.000 yên đó, 138.000 yên thì nó tương đương với 138.000 yên nhân với 17 đi. 138.000 nhân với 175 đi cho nó thoải mái đi. Đã là 24 triệu rồi. Cộng tiền vận chuyển tại lộ địa Nhật là xấp xỉ 1.500 yên nữa. Đó. Đây là cái giá này, còn 4 phút nhá. Đây còn 1 phút này, đang đếm ngược này. Đấy. Thì là còn một phút nữa mà mới giá là đang đây, Tuấn Japan bắt đầu vào đấu tiếp. Đây là cái giá mà đã là chưa phải là giá cuối cùng nhá. Đấy, đây xác nhận này, Tuấn Japan xác nhận này. Là lên 139.000 yên, 1339,7. Ok. Đồng ý giá đặt trên. Bây giờ giá thầu của bạn đã được chấp nhận. Bạn hiện là người trả giá cao nhất. Đó. Thì bắt đầu lại cái thời gian lại còn tiếp tục. Thế thì anh em qua đây thì Tuấn Japan mới nói đến cho anh em biết là làm sao cái máy lọc nước điện giải K8 V5 Levelux 501 mới đập hộp tại Việt Nam có giá rất là rẻ. Thế thì rẻ đó thì lý do là nguồn gốc như thế nào thì anh em tự hiểu thôi. Tuấn Japan thì có đầy đủ cái mặt hàng từ đập hộp cái nguồn mà gọi là không chính thống tại Việt Nam, nhưng mà Tuấn Japan vẫn khuyến khích anh chị em là lên. Nếu mình đã có điều kiện rồi, mình mua thì không nên tiếc và ham rẻ để mình mua cái thị hàng mà gọi là cái nguồn gốc sách tay không rõ ràng. Còn Tuấn Japan nói với anh chị em là cái nguồn gốc mà Tuấn Japan sẽ minh chứng được, chứng minh được cho anh chị em nếu lấy hàng của Tuấn Japan là trên nguồn đấu giá qua shop uy tín, công ty uy tín tại Nhật, chứ không qua một cái cửa đơn vị cá nhân nhỏ lẻ. Đấy. Thì Tuấn Japan minh chứng được nếu mà anh chị em nếu mà muốn mua đập hộp mới tại Nhật thì Tuấn Japan có thể làm hài lòng anh chị khách hàng mà gọi là tín đồ nội địa Nhật là gọi là kỹ tính, thì để cho một đầu là ví dụ Tuấn Japan Hà Nội này, một người em của Tuấn Japan tại Nhật Bản này, rồi anh chị ở bất luận đâu ở Việt Nam thì có thể kết nối Zalo gọi tay ba, có thể nhìn thấy cái sản phẩm của mình tại Nhật Bản, model mẫu mã đấy, rồi là mã vạch, để từ cái sản phẩm đấy về Việt Nam thì là cái sản phẩm zin xịn chuẩn chính hãng của tại Nhật được. Chứ còn anh chị em mà mua ở thị trường thì Tuấn Japan e rằng là những sản phẩm đấy nó không được đảm bảo đấy. Mặc dù là Tuấn Japan cũng có đầy đủ những cái sản phẩm đó để cung cấp tới cho anh chị em, nhưng mà những cái sản phẩm cao cấp như này thì Tuấn Japan vẫn khuyên anh chị em là lên mua những cái sản phẩm
nội địa Nhật Bản di xịn. Đây, tiếp tục đây là có, vẫn có người là người ta lại trả giá là cao hơn mình rồi. Đó. Đây, cập nhật giá cao, đã có giá thầu vượt giá thầu của bạn. Đó. Đấy, 138.000 yên rồi. 38.600 yên. Đó. Ví dụ đây là cái phút này nhá, 63 trường hợp là đang đấu cái sản phẩm này. Đấy. Đây là cái chi tiết là 4 phút nhưng mà cái máy này nó không chính xác đây. Cái thời gian lùi lại là Tuấn Japan đưa sang máy này. Đó thì mình mới chính xác được khi còn 1 phút hay bao nhiêu đấy thì mình lại tiếp tục đấu giá. Nó có nhiều cái cách kiểu đấu giá tự động và không tự động. Từng bước một. Đấy. Mình muốn được đấu giá được cái trên cái trang này thì mình phải có một cái link là người tại Nhật Bản đó thì tạo ra địa chỉ tên tuổi thì mới có được cái link để mình đấu và thanh toán. Đấu là một chuyện thôi, còn thanh toán được cả làm cái cả một quá trình nữa. Đấy, ví dụ như này Tuấn Đức An đây còn 1:03:02. Mình phải theo dõi trên hai cái màn hình này. Rất là gọi là sát sao, không thì đôi khi nhơ đãng cái là đây là hết. Đây cuộc đấu giá là đã kết thúc là 140.800 yên. Đấy. Cộng vận chuyển vào nữa là hơn 150.000. Tức là nó về đến Việt Nam là cũng phải đâu đó là 25-27 triệu rồi. Thế thì những cái mà máy mới tại Việt Nam đâu đó có bán có ba mấy triệu thì lấy đâu ra mà máy xịn được. Đấy. Đây ví dụ như là cho anh chị em xem, đây là một con Leblanc K8 này. 400.000 yên. Đấy. Bốn trăm nghìn yên nhân với 170 đi ạ, nhân với 70 tức là giá chưa vận chuyển về, tính đến đây là tính yên rất là man, là rất là thấp từ đây tự mua, chứ còn nhiều cái đơn vị phải thanh toán mất phần trăm qua công ty môi giới thì người ta phải không thể thanh toán được cái giá 170 thời điểm này khi phải cao hơn. Còn Tuấn Japan có thể là thanh toán giá dưới 170. Đó. Thế thì giá đã là sấp xỉ 70 triệu một cái con máy Leblanc K8 tại Nhật. Đó. Đây là nó chính hãng và được nhà phân phối, công ty phân phối nó có tên tuổi chứ không phải là đơn vị nhỏ lẻ. Thế thì anh chị em hãy lưu tâm khi mà mình muốn mua một cái sản phẩm máy lọc nước điện giải ion kiềm nội địa Nhật Bản và zin xịn mà để được cái chất lượng nước tốt, người ta thay đổi
nguồn nước là thay đổi cuộc sống, cái chất lượng là nâng cao lên. Thì anh chị em hãy đừng ham rẻ. Đây là Tuấn Japan đưa cho anh em, sâu cho anh em những cái mà gọi là nhìn thấy thực tế đây. Đấy. Chứ còn nhiều người thì cứ thế nọ kia thì Tuấn cũng không biết. Đấy. Ví dụ như là Levlux K8 đây này, đây, sản phẩm mới là 500.000 yên này. 398.000 yên. Đó. Còn Levlux 501 Spe Platinum. Thôi Tuấn Japan thì show cho anh em xem này, để anh em có cái tính chất tham khảo và lựa chọn khi mà tìm cái nơi shop mình trao gửi cái niềm tin, để làm sao mình đưa lên cái mình mua cái máy lọc nước nó đem lại cái chất lượng nước tốt để phòng ngừa bệnh tật, đấy, nâng cao cái chất cái sức khỏe của mình, thì mình mua một cái sản phẩm nó không rõ nguồn gốc thì đôi khi nó lại mang họa vào thân. Đấy. Còn anh em qua địa chỉ của Tuấn Japan, cơ sở 1 là B7 phòng 209 ngõ 200 qua B7 ngõ 222 Lê Duẩn, quận Đông Đa, Hà Nội. Cơ sở 2 số 6 Phú Quốc Nhạc, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Hoặc liên hệ với số điện thoại Zalo 0929 756868 và 091 332-0614. Kết bạn Zalo để Tuấn Japan gửi hình báo giá chi tiết cho anh em. Anh em ủng hộ Tuấn bằng cái cách đăng ký kênh, like, chia sẻ để Tuấn Japan có nhiều động lực hơn để mang những sản phẩm zin xịn chuẩn nội địa Nhật Bản về phục vụ anh em. Xin chào tất cả anh em, hẹn anh em clip tiếp theo.